chốc tôi xách sang thăm con gái. Làm sao mà tôi nở may nở mặt được với ông gia? Hay là cô ghét tôi? Cô bớt tiền, cô mang về cho bố mẹ cô. Ờ, mẹ dậy rồi ạ? Mẹ để con nấu nốt cho ạ. Trời lên đỉnh núi rồi mà bây giờ cô mới dậy à? Cô thư kia ngồi đi, để tôi nấu cho mà ăn. Thôi, mẹ để con nấu cho ạ. Chồng ra luôn đi. Vợ anh đảm đang quá, ngày nào cũng nấu ăn sáng cho anh. Cái gì mà vợ anh nấu? Bà già lên nấu chín hết rồi. Hai vợ chồng anh chỉ việc ngồi ăn. Có cần tôi đút luôn cho vợ anh ăn không? Thôi mà mẹ, mẹ ăn nhiều chút, sức khỏe là quan trọng nhất đấy. Mà ngày mai con phải đi công tác rồi, chỉ còn có em với lại mẹ ở nhà thôi. Nhà với mẹ có gì chăm sóc mẹ giúp anh nhé. Tôi không dám. Không biết là vợ anh chăm tôi hay là tôi hầu nó. Thôi mà mẹ, mẹ ăn đi, mẹ mà còn nói nữa là con muộn giờ làm đấy. Ăn đi em. Cô Vân, cô lên đây, tôi có chuyện nói với cô. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Cô làm cái gì? Cả ngày cô chỉ ăn với ngủ mà làm việc nhà cũng không xong. Quê bố mẹ không dạy cô cách làm dâu à? Hay là cái lũ nhà quê các cô lên thành phố nghĩ rằng mình là Phượng Hoàng, đúng không? Mẹ ơi, con không có ý đó đâu ạ. Bố mẹ con có dạy con mà. Con đang dở việc dưới bếp, lát nữa con lên con dọn nhá. Cô là trốn việc hả? Cô xuống bếp, cầm cái đồ tôi dặn cô mua, mang lên đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Nhanh! Mẹ ơi, hoa quả mẹ dặn con mua đây ạ. Cô đưa cho cô bao nhiêu tiền mà cô mua có chút đồ như này à? Chốc tôi xách sang thăm con gái, làm sao mà tôi nở may nở mặt được với ông gia? Hay là cô ghét tôi? Cô bớt tiền, cô mang về cho bố mẹ cô. Mẹ ơi, con không có đâu ạ. Mẹ đừng nghĩ thế oan cho con quá. Mẹ được bao nhiêu ấy là con mua hết đồ ăn cho gia đình của mình. Số còn lại là con mua đồ này đấy ạ. Con không hề bớt xem đồng nào đâu. Tôi không tranh cãi với cô. Cô muốn về nhà ở với bố mẹ cô thì cô cứ về. Cô ở đây làm thất thoát hết đồ đạc nhà tôi. Con trai tôi làm việc vất vả không phải là để nuôi sống cả gia đình nhà cô. Cô không dạy cô là sang nhà mẹ chồng phải phục vụ như thế nào à? Hả? Cô ăn tàn phá hạ không khác gì mẹ cô cả. Con trai tôi chắc nó bị bỏ bùa mê thuốc lú. Mà nó cứ nằng nặc nó đòi rước cô về đây. Lại không đi ra lấy cái khăn lau đi. Hay cô muốn để tôi trượt chân lên để tôi ngã hả? Vâng ạ. Bà thông gia sang chơi đấy ạ? Dạ chào bà. Mời bà vào trong này. Dạ. Con Linh đâu rồi? Mang cho mẹ hai cốc nước ra đây. Vâng ạ. Mệt quá bà sang chơi. Tôi cũng đang có chuyện cần nói với mẹ. Dạ. Con mời mẹ. Thì bà uống nước đi. Em mời bà. Nhân tiện hôm nay bà sang đây chơi, có lẽ tôi phải mời bà là ở lại ăn cơm để thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị do con bà nấu. Dạ. Món thì nhạt tanh ra, món thì mặn chát ra, giờ lại thêm cái thói hậu đậu đụng đâu hỏng đấy. Dạ, cháu nó còn trẻ người non dạ,
xin bà dạy bảo cháu dần dần ạ. Thì dám, nó mà còn như thế này lần nữa khéo tôi phải giả về cho bà dạy dỗ nó thêm đấy. Nhà tôi không phải đại gia đâu mà suốt ngày phải đi mua đồ để bù vào cái chỗ nó làm hỏng ấy. Mời bà uống nước đi. Tôi xin phép ra ngoài có chút việc. Mẹ, mẹ, con xin lỗi mẹ. Tại con mà mẹ xấu hổ. Con không có lỗi gì. Người có lỗi là mẹ mới đúng. Đây là nghiệp của mẹ. Chính mẹ cũng đối xử với chị Vân như thế. Không ngờ người gánh chịu là con. Bà già này hồ đồ quá mà. Giờ mẹ không còn mặt mũi nào gặp chị dâu con nữa. Còn con, nếu con cảm thấy mệt mỏi quá thì về với mẹ. Cánh cửa nhà luôn chờ đón con về. Không sao đâu mẹ. Mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Tất cả mọi lỗi lầm sẽ được sửa chữa khi mẹ nhận ra sớm hơn. Con tin rằng chị vẫn là một người hiểu chuyện. Chắc chắn chị sẽ tha thứ cho mẹ thôi. Còn bây giờ mẹ đi về nhà. Xin lỗi chị Vân đi mẹ. Đừng để chị Vân có kết cục giống như con. Mẹ nhớ. Mẹ về nhá. Mẹ về đi. Vân, con đi đâu? Mẹ biết lỗi của mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con. Nhẽ ra mẹ phải yêu thương con, thế mà mẹ lại chèn ép con, lại nghĩ sai về gia đình nhà con. Con muốn mắng muốn chửi mẹ cũng được, nhưng mẹ xin con đừng rời xa thằng Khánh. Ngôi nhà này không thể thiếu con. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc như thế con đau lòng lắm. Con sẽ không đi đâu cả. Con cũng sẽ không ly hôn với anh Khánh. Nên là mẹ yên tâm nhá. Với lại con có một tin vui cho mẹ. Con có thai rồi à? Mừng quá con ơi. Vậy là mẹ sắp có cháu làm phiền rồi đấy nhá. Không phiền gì hết. Mẹ mừng lắm.